Bây giờ em có một trò chơi cho hai anh á. Ở đây anh thấy không, rất là nhiều con nít. Mà em á, là em rất là thích con nít. Rồi. Bây giờ thử thách là hai anh sẽ đi thuyết phục 5 bạn nhỏ. Rồi. Đến nhà văn. 3, 2, 1. Bắt đầu, bắt đầu. Chị ơi. Chị ơi. Muốn mời ba nhóc á qua nhà văn chơi mình xíu được không chị? Chị ơi. Tại vì em đang tham gia cái chương trình này, bây giờ em cần mấy bạn nhỏ để mình lại cái nhà banh mình chơi thôi. Thì chơi miễn phí, không muốn gì hết. Chị có thể dẫn hai bé đi với em được không? Hai bé mới chơi xong. Mới vừa chơi xong hả? Ok, cảm ơn chị. Chị ơi, em ở bên chương trình tổ chức trò chơi đó chị. Dạ, em muốn mời hai bé nam hoặc là hai bé của mình tham gia chương trình game của tụi em không ạ? Dạ, mình tham gia cho vui ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ có đang quay phim á, cho nên là chú muốn mời mấy bạn nhỏ đến chỗ nhà banh chơi á không? Anh kia đã nói chuyện phụ huynh, anh này đã nói chuyện với con nít. Còn hết rồi, ở đây không có nhiều con nít, làm sao mà em kiếm đây? 5 người, chiến thắng. Bây giờ mình có thêm một thử thách nữa. Thử thách của hai đội là có 30 phút để tập một tiết mục văn nghệ, hát múa hoặc là đọc thơ. Sau đó mỗi đội có tối đa 3 phút để biểu diễn tiết mục của mình. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, bây giờ bốn đứa lại đây, chú nói này nè. Hai con có ai biết hát không? Chú không biết hát vì căng đấy, căng thẳng đây. Anh này mà bé con chắc cưng lắm à. Con biết hát bài gì? Ru con ngủ cưng. Hát là sở trường của anh Khôi rồi. Hả? Cái nhiệm vụ này đối với em thì nó cũng không quá khó, tại vì em cũng tiếp xúc với con nít cũng khá nhiều. Cho nên là thiện cảm với bạn chắc cũng có, cho nên là nói với bạn cũng nghe. Quân số thì ít hơn một người nhưng mà em rất tự tin về cái team của em. Đội mình tên gì mấy con? Đội gì? 1, 2, 3. Đội chiến thắng xin chào. Sau thời gian hết 30 phút thì hai anh đã hoàn thành xong tiết mục của mình chưa? Xong rồi. Xong rồi. Bây giờ hai anh sẽ nhường ai biểu diễn trước hay là hai anh xù xì với nhau? Nhường cho tụi bạn thi trước. Rồi, là đội mình thi trước đó mấy con. Rồi bây giờ nha. 1, 2, 3. Đội chiến thắng xin chào. Ôi rồi, căng à. Đội chiến thắng rồi đó. Cột qua kèo hey. Là kèo qua cột hey. Chú ban dầu. Trời, bà tập beatbox luôn chứ. Hết bài luôn. Chú ban ơi. Trời ơi, dễ thương quá. Con mê lè đánh chó thổi kèo. Bập quá, bập quá, bập luôn. Con thổi tò tí tè tò tè. Quá dữ luôn. 1, 2, 3. Bắt đầu nha. 1, 2, 3, mình chào cái nè. Dưới tay phải nè, dưới tay phải chào nè. Rồi, bắt đầu mình vô nè. Bắt đầu mình vô nha. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, thì đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo. Giọng anh lớn nhất. Mẹ và ôi, cô với hai mẹ hiền. Vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay cho mọi người nè. Rồi. Con Kim Linh sẽ vẫn tiếp tục thử thách họ. Thử thách tiếp theo, hai anh sẽ cưỡi ngựa và chạy đến đích kia là dây màu xanh. Ai mà chạy đến đích trước thì sẽ là người chiến thắng trong thử thách này. Là có phần thưởng nữa đúng không? Đúng rồi. Khôi à, tôi sẽ không thua cậu nữa đâu. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, hơi bị đau rồi đó. Cố lên. Nặng quá. Không nặng quá. Ờ, ha, mình quên là. Ủa sao kỳ vậy? Ông kêu ông nặng, ông nặng. Cố lên. Trời ơi, anh chịu cố lên. Cố lên ngựa ơi. Dạ trời, cố lên. Trời ơi. Rồi xong. Và qua thử thách lần này thì người chiến thắng là anh Khôi. Giải thưởng của chiến thắng lần này là anh với em cùng nhau cưỡi lần này. Anh cũng đoán là như vậy. Hơi mệt á. Không sao, anh sẽ làm được. Chứng kiến Khôi và Linh đang vui vẻ với nhau, Trường không thể đứng yên, anh chàng đã bắt đầu hành động. Đâu đấy, hai vòng liên tục thua. Chứng kiến người con gái được anh chàng cái đẩy đi thì sự là không ai vui đâu. Tới thời điểm này thì tình cảm, cảm xúc cũng như là lý trí thì nó đang mông lung lắm, thực sự như vậy. Có lẽ là em phải nhờ quyền trợ giúp của một người
là bạn thân của em ở chung nhà em nó hiểu em lắm á, có lẽ là em sẽ gọi điện cho nó em ạ. À, rồi em sẽ giới thiệu Han nhé. Thiệt hả? Thiệt. Ủa chứ nãy giờ em dở hả? Hello. Tôi đang tham gia chương trình mà tôi kể bà á, thì bà hiểu tính tôi rồi đúng không? Giờ bà cứ nói chuyện thử, bà cho tôi ý kiến ha. Anh này tên là Trường. Chào Trinh. Anh này tên là Khôi. Nói chuyện với anh Trường trước ha. Chào Trinh. À, mình tên là Trường. Anh hiện tại anh đang ở quận 7, anh ở chung cư Sunrise City. Còn ba mẹ anh thì ở Gò Vấp. Anh ở riêng độc lập, không có liên quan ba mẹ. Anh tự lập khoảng 1 năm hơn rồi. Nói chung là cũng khá vất vả đấy. Rồi. Bây giờ nói chuyện với anh Khôi ha. Chào Trinh. Anh tên là Khôi. Em muốn anh thấy Linh là một người rất là cởi mở, rất là tự tin mà cũng khá là vui vẻ. Đặc biệt có một cái là Linh cũng chia sẻ là Linh khá là ít bạn, cho nên là anh nghĩ là Trinh là cái người gọi là gần gũi nhất với lại Linh. Thì anh thì anh đang muốn nói rằng là thật ra là cái phần mà em lo lắng cho Linh á, hoặc là từ trước đến giờ thì anh nghĩ là em sẽ bớt đi phần nào rồi, tại vì anh sẽ cùng với Trinh để lo cho Linh, đặc biệt là đi ăn đúng không? Linh rất là thích đi ăn. Cảm ơn Trinh nha. Ok. Cho tôi xin ý kiến đi Trinh. Đây là quyết định của bà thôi. Từ sáng đến giờ đi chơi thì bà cảm thấy là người nào cảm thấy là thích hợp với bà thì trong lòng bà nghĩ là mình sẽ có quyết định riêng của bà rồi. Nhưng mà cái suy nghĩ của tôi với suy nghĩ của bà khá là giống nhau ấy. Sau khi nói chuyện với hai người trong khoảng thời gian rất là ngắn thì tôi thấy là tôi vẫn thích âm Trường hơn. Tự lập và chắc chắn trong lời nói, đó là chuyện ở bà. Em và bạn em thì hai đứa cũng kiểu như là tự lập, nên những nào chàng trai nào mà tự lập á thì hai đứa đều rất là thích. Hai em lần gặp nhau thứ N của chúng ta trong ngày hôm nay. Anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho Khôi. Tự nhiên sao ấy cảm nhận nhanh quá vậy? Không, có thể chỉ là tại vì một số hành động thôi làm anh nghĩ rằng là em dành tình cảm cho Khôi. Anh nghĩ anh cảm nhận được là anh thích em. Anh thích em không phải là vì là anh muốn thắng ai đó hay vì là anh muốn chứng tỏ một điều gì đó, mà cái này là cái cảm xúc ban đầu. Anh rất coi trọng cảm xúc ban đầu. Nếu ngay từ lúc chúng ta ở vòng giấu mặt, anh nhìn em thì anh đã thích em rồi, thì cái đó là cảm xúc của anh. Nó không phải xét đánh đâu, nó là cảm xúc ban đầu thôi. Về cái phương châm sống của anh thì anh cũng chia sẻ với em luôn. Anh làm việc không phải là anh kiếm quá cần, kiếm quá nhiều tiền. Anh chỉ kiếm đến mức tiền nhất định mà anh cảm thấy là đủ rồi. Anh chăm lo gia đình. Anh lo cho gia đình, lo cho con anh, lo cho vợ anh, lo cho bố mẹ vợ anh, lo cho người nhà bên vợ. Tại vì anh nghĩ là yêu thì không phải là yêu mình em, anh muốn yêu là yêu cả người thân của em, ba mẹ em, hai em của em. Đúng rồi. Chứ không chỉ là đi đúng hướng rồi đó anh. Em. Ở đây anh có muốn gọi lại với em thử nhắm lại được không? Rồi, chờ anh xíu nha. Em có thể mở mắt ra được rồi. Đây là bó hoa đặt riêng cho em vào tối hôm qua. Đặt cho 23 bông hồng để tượng trưng cho 23 tuổi của em, cũng là sau 23 năm từ ngày em sinh đời thì chúng ta gặp nhau. Đồng thời nó cũng chạm nhẹ hay nhẹ nhõm. Em cũng xin 95 một trời ơi, là nãy giờ anh ngồi anh lên hoa. Anh tự đây là hy vọng em sẽ thích. Nó có thể nó xấu không được đẹp, nhưng mà cái đó là cái tấm lòng, là cái tình cảm của dành cho em. Anh tặng em. Anh có thể ôm em được không? Mỗi khi anh ôm rất chặt thôi. Anh chờ quyết định của em. Bây giờ em sẽ phải chọn ra một người để tiếp cho em. Thì hai anh có thể
nói với em một lời cuối được không? Một lời trước khi em tặng người đó bông hoa này. Ok, hai câu. Thứ nhất, anh không thích hoa. Thứ hai, quyết định của em luôn là quyết định đúng. Với anh tôn trọng mọi quyết định của em. Anh tin em. Kết quả đã ăn bài. Trong khi anh Trường anh đánh đúng tâm lý luôn. Tất cả là vì em. Anh chỉ quan tâm đến những gì em muốn thôi. Khôi là một người rất là dễ thương. Tính của Khôi rất là trẻ trung, năng động. Chắc chắn là sẽ gặp được một cô bạn gái xinh đẹp và xứng đáng với Khôi. Cảm giác của mình bây giờ thì hoa hồng vàng này thực sự là rất là đẹp. Nhưng mà có lẽ là không có nên nhận trong cái giây phút này. Linh là một người con gái, một người phụ nữ thì dẫu sao thì bạn cũng rất là cần một cái nơi vững chãi hơn, chín chắn hơn cho cuộc sống sau này. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Trước khi mà em muốn mở lời với anh á, thì em muốn hỏi anh những câu hỏi cuối cùng được không? Được, em hỏi đi, anh nghe. Nếu như sau buổi gặp này thì em với anh hẹn hò á, thì khoảng bao lâu thì anh sẽ cho ba mẹ biết về em hoặc là bạn bè biết về em? Ngay bây giờ. Ủa, ngay bây giờ sao được? Được, anh sẽ cho người biết về em. Dạ thì hôm nay em muốn tặng anh bó hoa của Dương này. Hoa Dương thì đã mang tính chung thủy rồi, nhưng mà nó còn thể hiện là sự chân thành, ấm áp. Màu vàng của nó là màu của nắng, thì ấm áp như nắng gì đó. Thì em muốn tặng anh, em mong là tình cảm của anh và em sẽ ấm dần lên. Và em muốn hỏi là anh có đồng ý là bạn trai em không? Anh đồng ý.